Kính chào quý vị và các đồng chí. Chương trình An ninh trật tự Bà Rịa Vũng Tàu tuần này gồm có những nội dung chính như sau. Công an tỉnh tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Công an. Đảm bảo tốt an ninh trật tự lễ hội Dinko 2018. Bắt quả tang một vụ khai thác rừng trái phép. Phóng sự: nỗ lực kéo giảm tai nạn giao thông trên tuyến đường Mỹ Xuân - Hòa Bình. Ngày 30 tháng 3, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2013-2018 và sơ kết đợt 1, đợt 2 thi đua nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, ra sức thi đua lập công dâng Bác vì an ninh Tổ quốc. Trong 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ trưởng Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các đơn vị tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc 6 điều Bác Hồ dạy trong toàn lực lượng công an tỉnh, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đặc biệt là nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng. Từ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các mặt công tác như xây dựng, quản lý cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí, công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ trong công an nhân dân, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân, xây dựng gương người tốt việc tốt, nhân điển hình tiên tiến, từ đó tạo mối quan hệ mật thiết gắn bó với quần chúng nhân dân. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị Bộ Công an và Đại tá Huỳnh Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị địa phương cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo lãnh đạo cán bộ chiến sĩ đơn vị tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các mặt công tác, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục kiến thức, kỹ năng giao tiếp, ứng xử văn hóa của cán bộ chiến sĩ khi thực thi công vụ, đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền kết quả các phong trào, cuộc vận động gương người tốt việc tốt, cá nhân điển hình tiên tiến trong lực lượng công an tỉnh. Tại hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Công an và các cá nhân đạt giải cao trong cuộc thi viết tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân nhân kỷ niệm 70 năm công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Tuần qua, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị số 07 ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phối hợp triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong Công an Nhân dân. Đồng chí Huỳnh Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt đầy đủ kịp thời tinh thần nội dung cơ bản của chỉ thị số 07 năm 2017 đến các đơn vị địa phương trong tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Qua đó xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị số 07 của Thủ tướng Chính phủ. Tại hội nghị này, Ban tổ chức cũng thông qua các quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và các kế hoạch triển khai thực hiện đề án. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị nghiên cứu và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ, thống nhất chỉ đạo, điều hành trong quá trình triển khai, kịp thời báo cáo nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện chỉ thị số 07. Thưa quý vị, tuần qua lễ hội Dinko năm 2018 đã diễn ra sôi nổi tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Trong thời gian diễn ra lễ hội, thị trấn Long Hải đã thu hút đông đảo du khách từ trong và ngoài tỉnh đến tham quan và tham gia các hoạt động của lễ hội. Lễ hội Dinko năm nay diễn ra từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 3, nhằm ngày 10 đến ngày 12 tháng 2 âm lịch. Theo báo cáo của Ban tổ chức lễ hội Dinko 2018, trong 3 ngày diễn ra lễ hội, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền đã tiếp đón phục vụ khoảng 120.000 lượt du khách đến tham quan và tham gia các hoạt động lễ hội. Để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, ngay từ đầu năm, Tiểu ban An ninh trật tự của lễ hội đã xây dựng các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.
Trong những ngày diễn ra lễ hội, lực lượng công an phối hợp với các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn và các ngành chức năng tăng cường công tác phối hợp tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm, phòng chống đua xe trái phép, giải tỏa lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, lập lại trật tự đô thị. Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý một vụ đánh bạc, đồng thời ngăn chặn xử lý một số đối tượng lợi dụng khu vực đông người để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong thời gian diễn ra lễ hội Dinco 2018, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, giao thông trên các tuyến đường được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc, không để xảy ra tai nạn và va chạm giao thông. Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh PC49 đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra xử lý các đối tượng liên quan đến việc khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Lúc 15 giờ ngày 28 tháng 3, tại địa bàn ấp Phước Tân 5, xã Tân Hưng, các trinh sát phòng PC49 phát hiện bắt quả tang nhiều phương tiện là xe cuốc, xe ben đang hoạt động đào bới, vận chuyển đất săn lấp đi tiêu thụ. Chiều cùng ngày, PC49 đã phối hợp với các ngành chức năng của thành phố Bà Rịa và chính quyền địa phương lập biên bản vụ việc phục vụ công tác điều tra. Theo ghi nhận, ngọn đồi bị các đối tượng đào bới để lấy đất làm vật liệu san lấp nằm cách trụ sở xã Tân Hưng khoảng 1 km gần tuyến đường Tân Hưng Châu Pha. Trước khi phá đồi lấy đất, các đối tượng đã tự ủi làm một tuyến đường tạm từ đường Tân Hưng Châu Pha lên ngọn đồi. Khu vực bị đào xới khai thác khoáng sản có diện tích khoảng 1.000 m², nhiều cây gỗ có đường kính khoảng 30 cm đã bị đốn hạ để lấy đất. Làm việc với cơ quan công an, ông Trần Phong Lâm, người trực tiếp theo dõi, ghi chép sổ sách thống kê quá trình khai thác đất ở đây, không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép. Ông Lâm cho biết, việc khai thác đất trái phép này do một doanh nghiệp xây dựng thương mại đóng ở thành phố Vũng Tàu đứng ra tổ chức. Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, các tài xế xe tải, xe cuốc tỏ ra bất hợp tác, không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe và tự ý rời khỏi hiện trường. Đất đá có được từ việc xẻ thịt ngọn đồi này được các xe tải chở đến săn lấp mặt bằng một công trình xây dựng đóng tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa. Công an thành phố Vũng Tàu vừa khởi tố bắt tạm giam Phan Trường An, 42 tuổi, và vợ là Phương Thị Tâm, 40 tuổi, cùng trú tại thành phố Vũng Tàu về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, giữa năm 2017, vợ chồng An mua căn nhà ở đường Võ Thị Sáu, thành phố Vũng Tàu. Sau khi hoàn tất thủ tục giấy tờ, vợ chồng An nhiều lần đến tận nhà nhưng không gặp chủ nhà mà chỉ gặp ông Út Em sinh năm 1963 trong coi nhà. Do không nhận được nhà nên vợ chồng An thuê Trần Xuân Thái, quê Ninh Bình, trú tại thành phố Hồ Chí Minh đến gây áp lực để lấy nhà. Thái đã gọi thêm nhiều đàn em cùng xuống Vũng Tàu đòi nhà. Ngày 12 tháng 8 năm 2017, vợ chồng An dẫn nhóm của Thái đến gây áp lực để lấy nhà. Do không vào được bên trong, cả nhóm đã ném đá vào nhà, làm hư hỏng một số tài sản. 3 ngày sau, nhóm người này tiếp tục đến gây áp lực để đòi nhà. Thấy cửa cổng khóa, Thái dùng xà beng phá cổng vào nhà, còn An thuê thợ mở khóa đến mở tất cả các phòng. Phát hiện thấy vợ chồng ông Út Em hoảng sợ trốn trên lầu, nhóm của An đưa họ xuống tầng trệt và đánh đập, khiến ông Út Em bị tổn thương sọ não dẫn đến tử vong. Hơn 1 tháng sau, Thái cùng 2 đàn em bị công an thành phố Vũng Tàu bắt giữ. Làm việc với cơ quan công an, vợ chồng An, Tâm phủ nhận việc thuê nhóm của Thái đến đòi nhà và cho rằng không liên quan đến cái chết của ông Út Em. Tuy nhiên, qua điều tra, cơ quan công an xác định Thái và đàn em là những đối tượng hình sự nguy hiểm, chuyên hoạt động đòi nợ thuê theo kiểu xã hội đen và được vợ chồng An thuê xuống Vũng Tàu đòi nhà, dẫn đến vụ án đánh chết người. Thưa quý vị và các bạn, nỗi đau về tai nạn giao thông được nói nhiều, nhắc nhiều. Ám ảnh về tai nạn giao thông cũng đã và đang gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mỗi người dân, nhất là những người có người thân vĩnh viễn ra đi. Mặc dù nhiều giải pháp đã được các cơ quan chức năng triển khai quyết liệt nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, tuy nhiên trong thời gian gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trên tuyến tỉnh lộ Mỹ Xuân - Hòa Bình đang diễn biến phức tạp. Đã 2 tuần trôi qua, nhưng bà Loan vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự việc người con trai duy nhất của bà bị tử vong do tai nạn giao thông. Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3, anh Phạm Chí Thức,
28 tuổi, con trai của bà Loan, điều khiển xe máy 72E1-22291, lưu thông trên đường Mỹ Xuân, Hòa Bình, theo hướng từ Mỹ Xuân về Hắc Dịch. Khi đến địa bàn ấp Suối Nhung, xã Hắc Dịch, thì xảy ra tai nạn với xe ô tô 86C-06416 do tài xế Nguyễn Thanh Phước, 39 tuổi, trú tại La Ghi, Bình Thuận, điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn đã làm anh Thức tử vong. Thì lúc đó thì tôi ở dưới ngoài kia, tôi chạy vô, là vô một đoạn tôi ghé mấy cái nhà quen ngoài đó đó, là vô chút xíu tôi chở ra, là tôi dòm trên đây thì gây tai nạn. Tôi còn bảo mấy đứa, tụi bay ơi, tai nạn trên kia kìa. Thì mình nói xong thì mình chạy lên, thì mình giờ mới vừa tới thì thấy cái nón bảo hiểm rồi chết con mình rồi. Mình vô tình lắm mà người ta bảo vệ. Không ai bảo hết, là từ dưới đi vô là gặp luôn á, không chừng 5-10 phút là tới rồi, mẹ tới luôn là gặp luôn á, rồi đem lên xe tới, tính tới bệnh viện cấp cứu. Ở cứu rồi sẵn có xe bệnh viện á, rồi đưa lên bệnh viện trên luôn. Mà xuống cấp cứu là không còn nhịp tim nữa, nó là có một mình nó, một con trai thôi. Thì nói chung là cũng nhờ con thôi, có một thằng thôi chứ đâu có nhiều đâu. Mà giờ nó gây tai nạn kiểu đó thì thôi là hết rồi. Tỉnh lộ Mỹ Xuân Hòa Bình từng được xem là tuyến đường nông thôn đẹp nhất Việt Nam. Tuy nhiên, sau nhiều năm đưa vào sử dụng, tuyến đường này đã bị quá tải nghiêm trọng. Hàng ngày, mật độ phương tiện tham gia lưu thông trên đường rất lớn. Trong khi đó, mặt đường nhỏ hẹp, không đáp ứng được yêu cầu thực tế. Mặt khác, hiện nay, tuyến đường Mỹ Xuân Hòa Bình, đoạn đi qua địa bàn huyện Tân Thành, đang trong thời gian thi công mở rộng. Một phần mặt đường bị đào xới và dùng để tập kết vật liệu xây dựng, làm cho phần đường dành cho xe lưu thông càng trở nên chật chội hơn. Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trên tuyến đường này diễn biến phức tạp. Theo thống kê của cơ quan chức năng, chỉ trong thời gian 6 ngày, từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 3, tuyến đường Mỹ Xuân Hòa Bình đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng, làm chết 5 người. Cả 4 vụ tai nạn trên đều xảy ra ở đoạn đường thuộc địa bàn xã Hắc Dịch. Trong đó, 3 vụ xảy ra vào ban đêm. Trong thời gian qua thì tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn này nó cũng xảy ra có nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng mà chủ yếu lớn là về ý thức của người tham gia giao thông. Thời gian qua do mình tuân thủ các quy định của pháp luật giao thông hoặc tuân thủ không đầy đủ hoặc không tuân thủ cho nên nó xảy ra tai nạn. Thì như các đồng chí cũng biết, các bạn nói tình trạng cái mặt đường của chúng ta này nó cũng tương đối là nhỏ hẹp. Lưu lượng giao thông, số phương tiện tham gia giao thông tại khu vực này ngày càng là nhiều, nên là nó cũng một những nguyên nhân nó cũng. Nhưng mà khi cái thời gian qua này vạch sơn kẻ đường theo quy chuẩn 41 này cũng mì mờ tại một số điểm, không phân định được các cái làn đường, phần đường cho các phương tiện xe chạy. Hàng rào tôm tôn ở trên các khu vực mà đường mà đang xây dựng đó cũng chiếm đi một phần đường xe chạy. Hệ thống đèn chiếu sáng của chúng ta trong cái ở đây thì đang ngắt quãng nhiều, mờ. Cái phương tiện là rất là nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Nhưng mà nói gì thì nói, cái vấn đề nhất, quan trọng nhất là vấn đề ý thức của người tham gia giao thông. Để phòng ngừa giảm thiểu tai nạn giao thông trên tuyến đường này, thời gian qua, lực lượng công an huyện Tân Thành đã bố trí lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát để tuyên truyền xử lý các trường hợp vi phạm, nhất là các lỗi thường dẫn đến tai nạn giao thông. Song song đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng đã phối hợp với các ngành chức năng trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, khảo sát cơ sở hạ tầng của tuyến đường này và đề ra các biện pháp lập lại trật tự giao thông. Thì trước cái tình hình đó thì về phía Ban Giám đốc Công an tỉnh đã có cái chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tổ chức khảo sát và đánh giá nguyên nhân, tìm ra nguyên nhân để có những giải pháp cụ thể. Thì trước hết thì ghi nhận là cái tuyến đường Mỹ Xuân Hòa Bình hiện nay thì có nhiều đoạn đang quá tải và đang được sửa chữa, nâng cấp, mở rộng. Lưu lượng xe thì tương đối là đông, mặt đường tương đối hẹp. Thì trên cơ sở đó thì phòng cảnh sát giao thông đã có cái kiến nghị với Ban Giám đốc Công an tỉnh là xây dựng kế hoạch tăng cường cái lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh phối hợp với tức là các cái cảnh sát giao thông của các địa phương, đặc biệt là Tân Thành và Châu Đức, để tức là có nhiều cái giải pháp
và một là tuyên truyền cho người dân tăng cường tức là cái hiểu biết về luật pháp luật về giao thông. Hai nữa là tăng cường cái tuần lưu trên dọc tuyến. Cái giải pháp thứ hai nữa thì chúng tôi cũng đã tổ chức với Sở Giao thông Vận tải kiến nghị là đẩy nhanh cái tiến độ tức là sửa chữa và nâng cấp tức là cái tuyến đường từng đoạn, nghiên cứu và áp dụng tức là cái tốc độ tối thiểu hoặc tối đa cho tức là cái từng tuyến đường đang tức là sửa chữa để làm sao để người dân lưu thông nó an toàn hơn. Hiện nay nhiều giải pháp cụ thể đã được các ngành chức năng triển khai thực hiện với quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh nói chung và trên tuyến đường Mỹ Xuân Hòa Bình nói riêng. Bên cạnh nỗ lực của các ngành chức năng, đơn vị thi công mở rộng đường Mỹ Xuân Hòa Bình cũng cần lắp đặt đầy đủ các biển báo hiệu để cảnh báo cho người dân biết khi lưu thông qua tuyến đường này. Đồng thời, phải đẩy nhanh tiến độ thi công, khắc phục tình trạng thi công, dàn trải, chắp vá gây khó khăn cho người tham gia giao thông cũng như người dân sinh sống ở hai bên tuyến đường. Mặt khác, từ kết quả điều tra các vụ tai nạn giao thông xảy ra ở tuyến đường này thời gian qua cho thấy, nguyên nhân dẫn đến tai nạn vẫn do lỗi của người điều khiển phương tiện. Do vậy, mỗi người dân cần tuân thủ ý thức chấp hành nghiêm các quy tắc giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng của bản thân và những người lưu thông trên đường. Chương trình An ninh Trật tự Bà Rịa Vũng Tàu tuần này đến đây đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Thân ái, chào tạm biệt. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi một điểm tin an toàn giao thông. Kính thưa quý vị, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 200 phương tiện vỏ lãi đang hoạt động. Tuy nhiên, hầu hết các phương tiện này chưa được chủ sở hữu thực hiện đăng ký, đăng kiểm theo quy định, gây khó khăn cho công tác quản lý của cơ quan chức năng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo ghi nhận, loại phương tiện này đa số được người dân ở miền Tây Nam Bộ sử dụng để di chuyển trong các luồng lạch, sông nhỏ vì tính chất cơ động, thích nghi với địa hình này. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, vỏ lãi được các ngư dân sinh sống ở thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành sử dụng để di chuyển từ bờ đến các bè cá, đưa đón con em đi học hoặc di chuyển trong mùa nước cạn. Các phương tiện này được người dân mua từ các nhà máy sản xuất xuồng composite ở miền Tây Nam Bộ và đưa về gắn thêm động cơ máy cày hoặc máy xe ô tô để sử dụng. Một chiếc vỏ lãi có thể chở từ 5 đến 10 người. Những người sử dụng phương tiện này cho biết, kinh phí mua một chiếc vỏ lãi tổng giá trị khoảng từ 30 đến 50 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay hầu hết các phương tiện này chưa được cơ quan có thẩm quyền đăng kiểm, đăng ký, tổ chức sát hạch và cấp bằng lái cho người điều khiển. Vào ban đêm, các vỏ lãi không có đèn tín hiệu hay phản quang báo hiệu. Người dân khi điều khiển phương tiện chỉ đeo một chiếc đèn trên đầu và kết hợp với tiếng nổ động cơ để tránh nhau. Vì thế, trong thời gian qua, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến vỏ lãi rất khó xác định được người điều khiển cũng như chủ phương tiện. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa, thời gian qua, cơ quan công an phối hợp với chính quyền các địa phương đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền pháp luật, cấp phát áo phao miễn phí cho ngư dân. Tuy nhiên, ý thức chấp hành của những người sử dụng phương tiện này để di chuyển còn hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Việc xử lý người điều khiển và chủ phương tiện gặp nhiều khó khăn. Để chấn chỉnh tình trạng các vỏ lãi hoạt động không phép, trong thời gian tới, cơ quan chức năng có thẩm quyền cần tổ chức rà soát tuyên truyền để người dân nắm bắt được các quy định của pháp luật, tổ chức đăng kiểm chất lượng phương tiện, làm thủ tục đăng ký để quản lý, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Phần cuối chương trình, chúng tôi xin điểm lại tình hình tai nạn giao thông và công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tuần qua. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm chết 3 người, bị thương 11 người. So với tuần trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 1 vụ, số người chết giảm 2 người, bị thương tăng 1 người. Nguyên nhân xảy ra tai nạn, một vụ do điều khiển phương tiện lưu thông sai phần đường, làn đường. Một vụ không đảm bảo an toàn khi vượt xe khác. Hai vụ do chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không chú ý quan sát. Hai vụ do không dừng đường. Một vụ do vượt quá tốc độ. Một vụ do không đảm bảo khoảng cách an toàn. Ba vụ đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân. Qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông 1.295 trường hợp, trong đó không đội mũ bảo hiểm 524 trường hợp. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.304 trường hợp với tổng số tiền phạt gần 680 triệu đồng. Tạm giữ 296 xe máy, ô tô các loại, tước giấy phép lái xe có thời hạn 105 trường hợp. Một điểm tin an toàn giao thông tuần này đến đây đã khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thân ái, chào tạm biệt.